Nhà đất Nam Đài xin kính chào quý vị ạ. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh vườn cà phê cây ăn trái ở tại khu vực huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh vị. Trước hết để nhà đất giới thiệu về đường đi nối lại của chúng ta. Đây là con đường dầu liên xã nha quý anh chị. Và từ vị trí này đi ra tới đường quốc lộ 14A của chúng ta và trung tâm trường chợ cấp 1, cấp 2 bán kính trong vòng 3 cây số thôi nhé quý anh chị. Chỉ 3 cây số thôi ạ. Và ra tới trung tâm Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê bán kính trong vòng 14 cây số. Và về tới trung tâm Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, sân bay khu hành chính thì chỉ trong vòng 25 cây số thôi nha quý anh chị. Một lô đất hôm nay nhà đất đăng tải lên nói về đường đi nối lại là rất chi là thuận tiện nha quý anh chị. Và quay ngược về hướng đây thì chúng ta lại về tới trung tâm Ủy ban Nhân dân xã. Ở đây có hai cái xã nha quý anh chị. Bán kính trong vòng 2 cây số. Trường học cấp 1, cấp 2 cũng chỉ vòng 2 cây số thôi nhá. Và hôm nay nhà đất đăng tải lên là một mảnh vườn đây ạ. Với diện tích theo mặt đường đây là 80m theo mặt đường dầu đây nha quý vị. Mặt đường liên xã đường dầu lên là 80m. Và tổng diện tích trên bìa đỏ là 1 hecta nha quý anh chị. 1 hecta. Và trong đó có 800 cây cà phê tơ bắt đầu vào thu bói năm vừa rồi, toàn bộ giống mới TR4 đây ạ. Và có 200 cây mít sơ ruột đỏ. 50 cây sầu riêng. Trồng năm thứ 3, thứ 2 và khoảng cứ tầm 50 cây bơ, toàn bộ giống 034 đây ạ. Và đã được gia chủ rào toàn bộ kẽm gai và trụ bê tông. Một nô đất đỏ với màu đất, chất đất màu ba gian. Tuyệt đối bằng nha quý anh chị, phải nói rất chi là bằng. Toàn bộ khu dân cư ở đây thì cũng ở đây hết ạ. Đó, quý vị thấy anh chị thấy không ạ? Theo màn hình của quý vị anh chị đó là quốc lộ 14A của chúng ta đó ạ. Chỉ bán kính trong vòng 3 cây số đổ lại thôi ạ. Rất chi là thuận tiện về đường đi nối lại. Và lên tới trung tâm thành phố Bà Lê Cù thì rất chi là. Và đây điều đặc biệt đất chúng ta có hai mặt tiền đường. Đó, đây là cái đường liên xã đây nhé quý anh chị. Đây là đường dầu nhé. Đây là đường liên xã. Và đây, con đường này là bên hông trải dài theo cái lô đất chúng ta. Và bên cạnh đây là của hàng xóm đây ạ. Và đây, nhà đất đi vào quay thực tế cho quý anh chị thấy đây ạ. 100 cây mít sơ ruột đỏ đấy nhá quý anh chị. Và mít thái đây này, mít thái sơ ruột đỏ. Bắt đầu vào thu hoạch. 800 cây cà phê. Toàn bộ giống mới TR4 hết. Và đất chúng ta đã có điện, có giếng đầy đủ nhá. Để phục vụ cái vườn của chúng ta. Đó, đất thì rất chi là bằng quý anh chị thấy đây ạ. Sáu chục cây sầu riêng vào năm thứ 2 tuổi, thứ 3 tuổi đấy ạ. Và điều đặc biệt gia chủ đã trồng được 200 cây thông. Cây thông cảnh đây nhá quý vị, thông Noel cảnh đây ạ. Đây vào khoảng năm thứ 2 tuổi luôn. 200 cây thông nhá quý anh chị, 200 cây thông đây ạ. Đó, cây thông này thì với giá trị bây giờ quý anh chị đã biết rồi. Thì gia chủ trồng đây xong tới khi vào cái là bấm ra chậu là bán cái thông cảnh đây ạ. Rất chi là giá trị. Đó, thông đấy anh quý vị. Thấy thông chưa? Phải nói một nô đất đẹp. Và ngay sau đuôi của chúng ta thì cũng là con đường dầu ở bên sau vườn của chúng ta nha quý anh chị. Tức là cách một nhà nữa là tới cái đường dầu. Đấy, cây thông đây quý anh chị đấy ạ. Phải nói rất chi là đẹp nha quý anh chị nhá. Đây, hệ thống ống thì gia chủ cũng đã làm toàn bộ đây. Trải dài theo vườn chúng ta để tưới tự động đây hết ạ. Đất rất chi là bằng nha quý anh chị nhá. Đó, quý anh chị quan sát đất đấy. Bằng, đẹp. Phải nói một nô đất đẹp. Để nhà đất nhắc lại cho quý anh chị, tổng diện tích trên bìa là 1 hecta. Theo mặt đường liên xã là 80m. Bán cho quý anh chị với cái giá 820 triệu bao sang tên bìa đỏ nha quý anh chị. 820 triệu thôi ạ. Phải nói một cái giá rất chi là hợp lý ở khu vực đây. Khu vực đây là toàn bộ là 900 cho tới 1 tỷ một héc hết ạ. Đó, vườn của chúng ta đấy, quý anh chị thấy ạ, rất chi là bằng. Khu dân cư thì ở đông, vui. Đó, ngay sau lô đất của chúng ta đấy, là có nhà bên đó. Và đây, sát đây cũng có một cái nhà
ở sát lô đất chúng ta đây ạ. Bên hông này này, bên cạnh đây thì gia chủ cũng đã rào toàn bộ bằng trụ tiêu đây ạ. Đó, quý chị thấy đây ạ. Lô đất rất chi là đẹp. Đấy, có cả cây hoa nữa. Cây này là cây hoa giấy. Được gia chủ rào rậu bốn xung quanh hết ạ. Rất chi là đẹp. Và đấy, sau lô đất chúng ta là khu dân cư ở đây. Và bên cách, tức là cái lô đất của chúng ta bên sau này, mặt sau đây là cách một nhà, đó là cũng là một cái đường dầu nha quý anh chị. Một cái đường dầu. Và đấy, nhà hàng xóm ở ngay sau vườn chúng ta. Và đây, cái vườn của gia chủ ranh giới làm rất chi là rõ ràng đấy ạ. Đã được rào kẽm gai, trụ bê tông vùng quanh. Đó, cà phê thì quý anh chị đã thấy đây. Cà phê tơ bắt đầu vào thu bói năm đầu tiên nhé. Đây, như đất nhắc lại, tổng diện tích trên bìa là 1 hecta. Trong đó có 800 cây cà phê tơ, 60 cây sầu riêng và trồng năm thứ hai, 100 cây mít sơ ruột đỏ và 200 cây thông. Thông cảnh nhé quý anh chị. Đó, đất chúng ta vuông vức luôn, đằng trước cũng như đằng sau bằng nhau luôn. Đất rất chi là vuông đẹp nhé quý anh chị. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo nhé quý anh chị nhé. Đó, quý anh chị thấy cái cây thông đây ạ, quá đẹp luôn. Cây thông cảnh, cây nào cũng như cây đó luôn. Với cái diện tích này quý anh chị về đây để sinh sống, làm ăn kinh tế hoặc là đầu tư sinh lời thì với cái giá này rất chi là hợp lý nha quý anh chị. Đất bằng nhá. Đó, xung quanh ở đây toàn bộ dân ở đây hết. Đi ra quốc lộ 14A rất chi là gần. Trường, chợ, nhà thờ, nhà chùa xung quanh chỉ bán kính trong vòng 3 cây số đổ lại thôi nhá quý anh chị. Điều đặc biệt lô đất chúng ta lên tới trung tâm ủy ban dân tỉnh rất chi là gần. Trên dưới 20 cây số thôi ạ. Một lô đất đẹp luôn. Rồi bây giờ quý vị theo dõi live cam của nhà đất quay trên không để cho quý vị tham khảo cái đất của chúng ta, khu vực về đường đi nối lại và khu dân cư nhé quý anh chị nhé. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất, giá rất chi là hợp lý. Địa thế đất đẹp, đường đi nối lại thuận tiện. Nhà đất xin tạm dừng video đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Và xin mời quý anh chị tiếp tục đăng ký kênh của nhà đất để được theo dõi các video tiếp theo. Để chúng ta theo dõi, tham khảo để chúng ta tiến hành mua đất nhé quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.